cái đuôi rồng bên đây chưa làm nè, nó rất là sâu. Khi khi làm rồi nó cảm giác như là nó cạn, nó không có cứ là cái chân mày quá nè, con mắt ở đây nó nhích lên, nó làm cho con mắt nó sáng hơn. Và mình rờ vô cái mắt của mình đó, sáng, sáng lên. Cả nhà, hôm nay thì Didi Thanh Mai rất là hân hạnh là được đón tiếp một vị khách hàng rất là đặc biệt luôn. Thì đó chính là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long nha cả nhà. Thì em chào anh Kim Tử Long. Dạ. Anh chào em. Trước đây là anh cũng đã từng tới này, và mình cũng có sử dụng cái dịch vụ là trẻ hóa da tại Didi Thanh Mai. Thì không biết là cái hiệu quả của mình mang đến như thế nào, anh có thể chia sẻ cái cảm nhận của mình với lại khách hàng được không anh? Anh làm 6 tháng rồi. Dạ. Thì bạn diễn cũng như khán giả rồi gia đình cũng thấy là anh trẻ hơn. Hỏi anh là dùng cái mỹ phẩm nào mà trẻ hơn. Dạ. Thì anh không có nói là dùng mỹ phẩm gì hết. Thì cái công nghệ này thì anh nghĩ là nam hay nữ gì cũng làm được hết trơn. Dạ. Miễn là làm sao không có gọi là phẫu thuật cắt. Dạ. Dạ, rồi. Không gieo kéo. Đó, không gieo kéo. Chạy máu. Nhưng mà đây là chỉ là một cái máy để mà mình nâng cơ. Thì anh thấy là những cái lứa tuổi mà ngoài 50 là nên đi làm cái công nghệ này. Anh em nghệ sĩ cũng vậy, nên làm. Vì sao? Vì chúng ta làm như vậy thì mình không có bị lão quá, tươi trẻ của mình lâu hơn anh, không có bị chảy xệ, với lại không có gọi là nếp nhăn. Tất cả những người muốn làm đẹp và muốn giữ cho mình một cái nét thanh xuân thì hãy chúng ta hãy chăm sóc da mặt của mình. Ngoài cái mỹ phẩm ra chúng ta làm rồi thì chúng ta cần phải có một cái gọi là một cái liệu trình, đó là cái duy trì và nhờ một công nghệ hiện đại bây giờ. Dạ, đúng rồi. Đó là một cái gọi là một cái máy mà theo Kim Trâm nghĩ rằng rất tốt cho những người cần làm trẻ hóa mình, không cần phải phẫu thuật và không cần phải đụng tới dao kéo. Vậy cho nên là chúng ta sẽ trẻ mà chúng ta không biết, và chúng ta đi thì mình không thấy mình trẻ đâu, nhưng những cái người mà không nhìn mình một thời gian, khi mình nhìn lại thì họ sẽ thấy mình trẻ ha. Đã rất là Kim Tử Long cũng đã rủ nhiều bạn bè đồng nghiệp đến đây để cùng trải nghiệm với cái máy đó, và thấy rằng hiệu quả nó có làm cho mình trẻ ra.